là Giuse Nguyễn Văn Thắng. Người Công giáo thường nhớ tới các khúc ca phổ biến như Tâm sự chiếc áo dòng, Con tin Chúa ơi, Chiều tím hay Một đời tri ân do cha sáng tác. Hơn 50 năm lao động, nghệ thuật thiêng liêng, cha đã đóng góp cho nền thánh nhạc Việt Nam nhiều tác phẩm giá trị. Suốt cuộc đời sáng tác, nguồn cảm hứng lớn nhất của Ngài là tri ân, tình thương Chúa. Cảm ơn Ngài đã ban tràn đầy hồng ân, nhất là hồng ân tác vụ linh mục bài thiêng liêng và những ơn lành hồn xác. Vì vậy, Ngài muốn qua lời ca tiếng hát sẽ chia với mọi người cảm nhận của Ngài. Cảm nhận đó được diễn tả súc tích trong tác phẩm Tình Chúa Cao Vời. Giờ đây xin mọi người cùng thưởng thức để cảm nghiệm được sự suy tư của cha Duy Thiên qua điệu múa đặc biệt của nhóm múa Kimberly với sự tạo diễn của biên tập múa Minh Tâm. Xin mời mọi người cùng thưởng thức và cho chúng con một tràng pháo tay để cổ vũ được không nào? Dạ, con cảm ơn rất là nhiều.
em chờ anh không nhận thôi. Không gì đâu. Không hả? Nhưng thưa quý vị, trời đất đã bước vào mùa thu, mùa